đã có lúc rõ ràng rằng sự cô đơn và cô lập với xã hội có thể dẫn đến tăng nguy cơ xảy ra các biến cố có hại cho sức khỏe. Ví dụ, sự cô đơn có liên quan đến việc gia tăng tỷ lệ trầm cảm ở thanh niên và những người già sống trong viện dưỡng lão. Ngoài ra, cô đơn có liên quan đến tác động tiêu cực đến huyết áp, tăng béo phì và có thể dẫn đến bệnh tim. Trong một nghiên cứu được công bố vào đầu năm nay trên tạp chí Brain, Behavior và Immunity, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự cô đơn và cô lập với xã hội có liên quan đến phản ứng kháng thể kém hơn với vaccine COVID-19. Nghiên cứu đã xem xét sự cô đơn và cô lập xã hội theo hai cách và sử dụng dữ liệu dựa trên khảo sát từ hơn 600 người tham gia. Đầu tiên, họ đánh giá mức độ cô đơn của từng cá nhân bằng cách hỏi những người tham gia những câu hỏi như trong 4 tuần qua. Bạn có thường xuyên cảm thấy cô đơn không? Phản hồi cho các câu hỏi khảo sát đã được ghi lại. Các tác giả cũng đánh giá sự gắn kết xã hội là thước đo của sự cô lập xã hội. Theo các tác giả, gắn kết xã hội là mức độ liên kết xã hội và sự đoàn kết giữa các nhóm cộng đồng khác nhau. Nói cách khác, cảm thấy rằng bạn cùng với cộng đồng của mình tất cả đều ở trong điều này cùng nhau. Trong bài báo của họ, các tác giả đề cập đến các xu hướng xã hội khác nhau xảy ra trong thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19 bị khóa, làm nổi bật sự gắn kết xã hội. Chẳng hạn như khi người Ý hát trên ban công của họ để giúp nâng cao tinh thần của nhau. Trong nghiên cứu, các tác giả yêu cầu những người tham gia xếp hạng các câu hỏi theo thang điểm Likert, nghĩa là 1 rất đồng ý đến 5 rất không đồng ý cho những câu hỏi như: mọi người trong khu phố này sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm của họ và tôi nghĩ của bản thân tôi cũng như những người trong khu phố này. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu từ những người được khảo sát tại một số thời điểm trong đại dịch, bao gồm cả sau khi họ tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên. Khi dữ liệu được phân tích, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những cá nhân có ý thức gắn kết xã hội cao hơn sẽ có phản ứng kháng thể cao hơn với loại vaccine đầu tiên. Hơn nữa, những người cho biết có nhiều cảm giác cô đơn hơn cũng cho thấy phản ứng kháng thể kém. Nghiên cứu này cùng với nhiều nghiên cứu khác nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn kết xã hội trong các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng như đại dịch COVID-19. Và, như các tác giả đã nói, các nỗ lực cải thiện sự gắn kết xã hội nên trở thành một ưu tiên chính trị vì chúng cũng hỗ trợ cải thiện phản ứng kháng thể và đóng góp vào nỗ lực tiêm chủng và đại dịch nói chung. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!